Hermes Himalayan Crocodile Birkin, một cái tên đủ khiến giới siêu giàu khắp thế giới phải khao khát sở hữu. Đây không chỉ là chiếc túi xách, mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và sự sang trọng tột bậc. Giá thấp nhất cho một chiếc túi đã lên đến 2,5 tỷ đồng, và với những phiên bản đặc biệt, giá thậm chí có thể lên đến hơn 300.000 đô la Mỹ, tức hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giá cao không chỉ đến từ thương hiệu Hermes, mà còn bởi những chi tiết vô cùng đắt giá trên chiếc túi. Điểm đặc biệt của Hermes Himalayan Crocodile Birkin là được làm từ da cá sấu Bạch Tạng, một loài cá sấu cực kỳ quý hiếm. Để tạo ra một chiếc túi hoàn hảo, mỗi năm, Hermes chỉ sản xuất từ 1 đến 2 chiếc. Đó là lý do tại sao chiếc túi này trở nên vô cùng hiếm có và giá trị ngày càng tăng. Đại diện của Jaifi, nhà bán lẻ túi Hermes lớn nhất thế giới, cho biết không có hai chiếc túi Himalayan Birkin nào giống nhau, mỗi chiếc túi là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Với chiếc Hermes Himalayan Crocodile Birkin đắt nhất, túi không chỉ được làm từ da cá sấu Bạch Tạng mà còn được trang trí bởi vàng trắng 18 carat, với 68,4 gram vàng trắng ở khóa kéo và 40 viên kim cương tổng cộng 1,64 carat. Mỗi chiếc túi đều được đi kèm với bảo hiểm, và vào năm 2014, có chiếc đã được bán với mức giá kỷ lục 432.000 đô la Mỹ, tương đương 9,8 tỷ đồng. Màu sắc đặc trưng của chiếc túi là sự kết hợp tinh tế, gợi lên hình ảnh những đỉnh núi phủ tuyết trắng trên dãy Himalaya. Chính sự độc đáo này khiến sản phẩm trở thành món đồ cực kỳ thèm muốn trong mắt những ngôi sao, giới doanh nhân và người nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng sở hữu được chiếc túi này bởi họ phải xếp hàng nhiều năm để chờ đợi sản phẩm siêu giới hạn này.